Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các mẫu xe Honda. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể số 119 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố, để có thể cập nhật nhanh mức giá bán của tất cả những mẫu xe Honda, từ những dòng xe số phổ thông đến những mẫu xe côn tay và những mẫu xe tay ga trong thời điểm mà cuối tháng 5 có 24, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Trong thời điểm hiện tại thì về cơ bản mức giá bán là ổn định các bạn nha. Mình sẽ lần lượt từng mẫu xe một báo giá một cách cụ thể để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Các bạn có thể theo dõi một vòng xung quanh đại lý. Mình sẽ báo giá từ phía bên ngoài đại lý trước, sau đó sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để gửi đến bạn cùng tham khảo một cách chi tiết. Đầu tiên là những mẫu xe Honda Grand Pha các bạn đang theo dõi trên màn hình. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 3 màu sắc đỏ, xanh đậm và màu trắng thì giá bán hiện tại là 19.500. Trong khi đó phiên bản cổ điển là 20.500, còn phiên bản màu sắc đen nhám là 20.800.000 đồng các bạn nha. Mình sẽ quay thêm những phiên bản sơ độ nữa để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn. Còn đây là những mẫu xe Honda Wave các bạn đang theo dõi trên màn hình. Kể cả phiên bản 2023 và 2024 đều có đầy đủ hàng luôn. Giá bán gần như tương tự giống nhau. Đây đều như phiên bản thể thao, giá bán hiện tại là 26 triệu các bạn nha. Trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc 26 triệu, các bạn lưu ý như vậy. Sau đây thì mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể cập nhật thêm các mẫu xe khác nữa. Honda Winner X phiên bản đường đua HRC hiện tại giá bán là 39 triệu 800.000 đồng cho phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn đang theo dõi trên mình ở đây. Trong khi đó dòng xe Honda Vision, Vision phiên bản cổ điển là 38 triệu 800, trong khi đó phiên bản cao cấp là 32 triệu 500 nghìn đồng, còn phiên bản thể thao giá bán tương tự cũng là 38 triệu 800. Tí mình sẽ quay thêm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn. Đây là phiên bản cao cấp của mẫu xe Honda Civic phiên bản đen nhám vàng đồng, giá bán hiện tại cũng là 39 triệu 800 nghìn đồng các bạn nha. 39 triệu 800 nghìn đồng cho phiên bản cao cấp của dòng xe Honda Winner X, đen nhám cực kỳ đẹp luôn. Đường đua HRC các bạn đang theo dõi cận cảnh. Ngoài ra thì có thêm những phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng. Đường đua HRC này là phiên bản cũ 2023. Giá bán hiện tại của phiên bản này sẽ vào khoảng tầm 39 triệu cho phiên bản cũ 2023 các bạn nha. Đây là phiên bản tiêu chuẩn màu sắc đen bóng, giá bán hiện tại là 38 triệu 200. 38 triệu 200 cho phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài màu đen bóng này ra sẽ có phiên bản màu trắng đen và phiên bản màu đỏ đen. Còn những phiên bản sơn độ 3D của Winix 2023 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, có trang hệ thống phanh chống bó cứng ABS, giá bán hiện tại là 40 triệu. Và tiếp tục là 3 chiếc xe phiên bản HRC, giá hiện tại của nó là 39 triệu 800. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn ấy đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Vario 125 phân khối giá bán hiện tại 42 triệu, các bạn lưu ý cho mình luôn. 42 triệu cho Vario chính hãng trong nước. Với những bạn nào quan tâm hoàn toàn có thể tham khảo. Honda Lead, Honda Lead hiện tại có 4 phiên bản, các bạn đang theo dõi trên màn hình. Lead tiêu chuẩn giá 38 triệu 200, màu sắc trắng các bạn đang theo dõi. Cao cấp giá bán hiện tại là 40 triệu 600 nghìn đồng. Còn phiên bản đặc biệt giá bán hiện tại là 41 triệu 600. SH hiện tại giá bán cực kỳ ok luôn. SH 125i phanh CPS giá bán hiện tại chỉ 74 triệu 500 nghìn đồng mà thôi. Màu sắc trắng các bạn đang theo dõi. Trong khi đó 125i phiên bản phanh ABS gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao giá là 82 triệu 500. Vision đặc biệt giá bán hiện tại 34 triệu 200 nghìn đồng. Phiên bản màu xanh kim nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình. Kế bên cạnh là một phiên bản cao cấp giá bán hiện tại là 32 triệu 500. Rẻ nhất là phiên bản tiêu chuẩn giá 31 triệu. Honda E-Blade phiên bản 125 phân khối giá 41 triệu 800 cho phiên bản tiêu chuẩn gồm màu đỏ đô các bạn đang theo dõi và phiên bản màu xanh đậm. Còn phiên bản đặc biệt màu sắc đen nhám giá bán hiện tại là 43 triệu 800. 43 triệu 800 các bạn nha. Tiếp tục là mẫu xe Honda Blade và mẫu xe Honda Grabby các bạn đang nhìn cận cảnh ở đây. Blade phiên bản phanh đĩa vành đúc thể thao màu sắc đen xanh giá bán hiện tại là 21 triệu 800. Rất đẹp luôn, nhìn khá là ok.
Way Alpha đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Way Alpha cổ điển 20.500.000, còn Way Alpha tiêu chuẩn giá 19.500.000, chênh nhau 1.000.000. Lưu ý cho mình như vậy. Xanh Dương Đậm còn rất nhiều hàng các bạn nha. Xanh Dương Đậm hiện tại giá cũng là 19.500.000. WFI thì hiện tại phiên bản thể thao mình đã báo rồi, 26.000.000. Trong khi đó phiên bản đặc biệt mà phiên bản đen nhám ấy, gồm phanh đĩa, vành nan hoa, giá hiện tại là 24.000.000. Và rẻ nhất là phiên bản phanh cơ vành nan hoa, giá bán hiện tại thấp nhất là 22.800.000 đồng cho mẫu xe Honda WFI. Blade còn rất nhiều hàng luôn, các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây. Rẻ nhất là phiên bản phanh cơ vành nan giá 18.400.000, còn phiên bản phanh đĩa vành nan giá sẽ là khoảng tầm 19.800.000 đồng. 19.800.000 đồng cho phiên bản phanh đĩa vành nan của mẫu xe Honda Blade. Rất nhiều các sự tùy chọn khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Còn đây là những phiên bản sơn độ 3D các bạn đang theo dõi trên màn hình của mẫu xe Honda Way Alpha. Sơn độ 3D hệ thống phanh cơ vành nan giá hiện tại 21.800.000. Còn sơn độ 3D lên hệ thống vành đúc ấy thì giá 22.700.000 đồng. 22.700.000 đồng các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký tùy theo của các bạn, ở thành phố hay ở huyện tiền đăng ký nó sẽ khác nhau một chút. Hiện tại thì dòng xe Honda Future lại tiếp tục hết hàng rồi. Future hiện tại giá 31.500.000 cho phiên bản phanh đĩa vành nan hoa và 34.500.000 đồng cho phiên bản phanh đĩa vành đúc, gồm cả phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. SH1 thì hiện tại giá bán từ 59.500.000 đến 66.500.000 đồng cho phiên bản phanh CBS và phiên bản phanh ABS. Với những bạn nào đang quan tâm tới những mẫu xe ở đây, các bạn hãy trực tiếp vào đấy để xem xe với địa chỉ cụ thể: số 119 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ ấy, là quản lý số điện thoại 0969188283, sẽ được tư vấn cụ thể về những mẫu xe Honda Way Alpha này. Rồi, cảm ơn của mình. Nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Nga, tôi đang các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.